Có thể nói đây là con đường nhiều cây xanh nhất ở thành phố Cao Lãnh. Chúng ta nhìn hai bên đường có những hàng cây cao rất là lâu năm và tỏ bóng mát ở hai bên đường. Đến với thành phố Cao Lãnh tôi rất ấn tượng con đường này bởi những hàng cây xanh rất đẹp. Đây là đường Phạm Hữu Lầu của thành phố Cao Lãnh các bạn. Hôm phía sau là chúng ta sẽ đến bến phà Cao Lãnh ở ấy thì có một cái trường đại học đồng tháp và hiện tại tôi đang chạy đến trung tâm thành phố cao lãnh đây là con đường rất là lâu đời ở thành phố cao lãnh trước đây là con đường chính nhưng mà từ khi cầu cao lãnh bắt thì cái lượng xe lớn thường chạy ở trên tuyến đường kia ít chạy vào trong đây cho nên là chúng ta thấy là chủ yếu là xe gắn máy là như vậy ở phía bên tay trái chúng ta có một con sông nhỏ chạy cặp theo con đường cho nên là chúng ta thấy có rất nhiều cái nhà ở sau ở phía trong là như vậy có một điều cũng rất đặc biệt ở con đường này là chúng ta thấy là con đường chạy thẳng không có những ngã ba ngã tư cắt ngang một cái biệt thự mới xây dựng trông rất là bề thế và rất đẹp em các bạn. Ở tỉnh Đồng Tháp có hai cái thành phố lớn đó là thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc. Ở thành phố Cao Lãnh là trung tâm tỉnh lỵ. Con đường này nếu mà chúng ta chạy thẳng hoài thì chúng ta sẽ đến huyện cao lãnh và chúng ta sẽ ra ngã ba an hữu ở à, cái chỗ à, tỉnh tiền giang các bạn và đây là cái đoạn cuối của đoạn đường phạm hữu lâu ở giữa ngã tư là một cái vòng xoay và có một biểu tượng hoa sen vì à, thành phố cao lãnh là thủ phủ của đất sen hồng chúng ta chạy thẳng tới một tí qua cái cầu đúc thì chúng ta sẽ tới đường nguyễn huệ và đây cũng là trung tâm của thành phố cao lãnh